Xin chào mọi người đang theo dõi livestream của thẩm mỹ Dr. D. Hiện tại thì chúng tôi đang ở trong phòng tái khám, là thăm khám sau cho những khách hàng mà thực hiện dịch vụ tại cơ sở của chúng tôi. Thì trước mặt của các bạn đây là một chị khách hàng mà thực hiện dịch vụ độn mông tại thẩm mỹ Dr. D. Đây, mọi người ơi, đây là mông của chị khi mà chị đang mặc quần jean nhá. Quần jean và áo bó, đây sẽ quay cho mọi người xem. Bởi vì ở bên ngoài ấy, thì các cái chỉ số đo ở trên cơ thể của chị khá là nhỏ nhắn đấy. Nhìn chị, người chị cũng rất là nhỏ thôi, nên là cái việc mà mình đặt sai ngực, đặt sai mông bao nhiêu này, rồi là chất liệu như thế nào thì cần phải được tư vấn rất là kỹ lưỡng nhá mọi người nhá. Tôi sẽ xin phép chị khách hàng một chút. Đây là chị khách hàng là làm mông được một tháng thôi mọi người nhá. Một tháng mà mọi người nhìn này, cái điểm võng của lưng này và điểm mông này. Đấy mọi người nhìn này. Đây là khi mà chúng ta đang mặc quần nhá mọi người nhá. Đang mặc quần thì nó như thế này. Lát nữa sau khi mà quay cho mọi người xem phía bên ngoài của chị, khi mà chị mặc quần áo, mông nó có hình dạng như thế nào, thì tôi sẽ xin phép chị khách hàng là chị sẽ bỏ cái quần ở bên ngoài ra. Chúng ta sẽ quay chỉ mặc cái quần chip nhỏ ở bên trong thôi, thì mọi người sẽ nhìn được toàn bộ phần mông của chị. Đấy mọi người nhìn này. Đây. Mà hiện tại là một tháng rồi, đã khá là tự nhiên rồi mọi người nhá. Mặc dù là chắc chắn là chưa thể vào form dáng ngay được đâu mọi người ạ, phải từ 3 đến 6 tháng cơ. Nhưng mà như thế này là chúng ta đã nhìn được lên hình dáng mông rất là đẹp rồi. Này, cái eo, hông eo này, eo nhỏ này, à, thuôn xuống đây và nhìn mông rất là đẹp rồi. Đấy, thì bây giờ sẽ xin phép chị khách hàng là chị sẽ bỏ cái quần ở bên ngoài ra chúng ta xem nhá mọi người nhá. Mọi người ơi, mọi người cùng nhìn vào màn hình nhá, thì sẽ thấy này, mông của chị đặt là size 275cc. Đây sẽ quay tất cả các góc cho mọi người xem này. Đấy, từ xa lại gần nhá. Như là tôi nói ban đầu ấy, thì khách hàng này thì khá là nhỏ nhắn ấy, nên là chị muốn đặt cái mông sao cho nó hài hòa nhất với các chỉ số cơ thể này. Đây, mọi người nhìn đi. Đấy, xin phép chị khách hàng là tôi sẽ chạm tay vào để có thể cho mọi người nhìn thấy rõ nhất. Mọi người nhìn cái đường cong của lưng nhá. Đấy, xuống đến mông này, nó có độ cong võng rất đẹp nhá. Đấy, xuống đến mông nhá. Đấy, tròn căng và rất đẹp này. Mọi người nhìn này. Đấy, mọi người thấy không ạ? Bụng phẳng nhá. Bụng phẳng. Mông như thế này rất là đẹp luôn. Sờ thì đã có cái độ mềm rồi. Sờ đã có thấy có độ mềm của mông rồi đây. Đây, đấy. Size 275 mọi người nhá. Đây. Chúng tôi sẽ xin phép và sẽ chụp lại ảnh của chị nhá, chụp lại ảnh mông của chị và sẽ để ở phía dưới comment để cho mọi người xem. Mọi người sẽ thấy được sự thay đổi của mông lúc trước khi mà chúng ta đặt túi và sau khi chúng ta đặt túi. Đây, cái túi nó sẽ nằm ở vị trí này mọi người này. Đây, cái túi nó sẽ nằm ở vị trí này. Đấy. Nó làm cho mông của chúng ta tròn căng rất là đẹp luôn. Đấy. Từ trên xuống dưới nhá. Đấy, mọi người thấy không? Đấy. Đó. Nếu chị em nào mà đang quan tâm đến dịch vụ độn mông nhá, thì có thể comment inbox trực tiếp cho thẩm mỹ Dr. D để được tư vấn và qua thăm khám trực tiếp bác sĩ nhá mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình của chúng tôi ạ. Vâng, cảm ơn chị khách hàng đã sẵn lòng chia sẻ hình ảnh với mọi người ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những livestream tiếp theo.